Thưa quý vị, là lực lượng thường trực với chức năng huấn luyện, cơ động làm nhiệm vụ A2, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn, Tiểu đoàn 699 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng luôn có cách làm sáng tạo trên mọi mặt công tác với nhiều nội dung mang tính đột phá, vững chắc, góp phần nâng cao trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trong đó, phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành thương hiệu của lực lượng vũ trang thành phố cũng như quân khu 5 trong những năm qua. Hơn 10 năm lái xe M113, yêu xe như con, Thiếu tá Trần Quốc Tú luôn trăn trở với công tác bảo quản sửa chữa. Sáng kiến dụng cụ tháo lắp bánh mì trên xe M113 của anh ra đời từ kết quả hàng chục lần nghiên cứu cải tiến. Chỉ với một dụng cụ đơn giản, việc thay thế bánh tì trên xe M113 đã được tối ưu hóa về thời gian, công sức bộ đội và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sửa chữa. Nhiều năm nay, Thiếu tá Trần Quốc Tú cũng như tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị quyết tâm học tập Bác từ hành động thiết thực là tiết kiệm công sức bộ đội. Quá trình chạy là nó sẽ bam rác xu hoặc là nó bay bánh tì ra thì chúng ta phải thay thế kịp thời. Mà nếu theo lồn theo cái lý thuyết ở trường á, học á thì chúng ta lồn tốn thời gian rất là nhiều. Ví dụ một chiếc xe mà hai đồng chí mà nếu mà lồn mà phải két xích này, mở hộp bơi này, két xích này, đồ một cái hố để cho cái bánh hỏng này nó rớt xuống thì thời gian nó thật tháo và lắp nó thể là 4 tiếng đồng hồ. Thì đó chúng tôi mới nghĩ ra vấn đề này, nghĩ ra cái sáng kiến này nó áp dụng. Đấy, thì áp dụng cái thời gian đỡ thái được rồi đó thì nó sẽ thời gian nó tốn dưới 10 phút. Trong quá trình học tập công tác thì Đảng ủy Ban Chỉ huy cũng có đã động viên cán bộ chiến sĩ nghiên cứu tìm tòi để làm thế nào để nâng cao cái hiệu suất trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là xuất phát từ cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cán bộ chiến sĩ cũng đã nêu cao cái tinh thần tự lực, tự cường, tự nghiên cứu, tự học tập. Cũng như Thiếu tá Trần Quốc Tú, Đại úy Nguyễn Thanh Liêm được ví như cây sáng kiến của Tiểu đoàn 699 suốt nhiều năm liền. Năm 2020, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra độ hãm lùi đẩy lên của pháo trước khi thực hành bắn đạn thật trên xe tăng làm tốn nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn ở các địa hình phức tạp. Anh và đồng đội đã nghiên cứu cho ra đời thiết bị bắn đạn nước điều khiển từ xa trên xe tăng. Thiết bị cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt, dễ nhân bản, có thể sử dụng trên nhiều loại địa hình với giá thành chưa tới 1 triệu đồng, mang tính thực tiễn cao. Và thực tế, đến nay sáng kiến này đã được quân khu 5 công nhận và áp dụng trên địa bàn. Là một người lính Cụ Hồ, bản thân tôi xác định học Bác từ những điều nhỏ nhặt nhất. Riêng bản thân tôi thì luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ, tìm tòi nghiên cứu những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để mà góp phần giảm cái mồ hôi công sức của cán bộ chiến sĩ. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong khi vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật số lượng lớn đã qua hàng chục năm sử dụng, tình trạng kỹ thuật ngày càng xuống cấp, chỉ huy đơn vị đã xác định phải thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xem đây là một giải pháp quan trọng nhằm phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Để phong trào đi vào thực chất, cấp ủy, chỉ huy từ đại đội đến tiểu đoàn thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cũng như tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ vậy, phong trào cải tiến sáng kiến kỹ thuật đã được cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần học và làm theo lời Bác. Tăng hiệu quả trong công tác, giảm công sức, thời gian, kinh phí của cán bộ chiến sĩ của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của tiểu đoàn, góp phần tích cực vào cái nhiệm vụ chung của tiểu đoàn và của lực lượng vũ trang thành phố. Từ sự đam mê nghiên cứu và tinh thần đồng tâm hiệp lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu, công nhận và đưa vào áp dụng nhân rộng ở các cấp. Sáng tạo kỹ thuật tiết kiệm công sức bộ đội đã trở thành thế mạnh ở tiểu đoàn 699, một cách học và làm theo gương Bác thiết thực đầy ý nghĩa.